Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay thì trong cái chương trình Dân ta phải biết luật ta, tôi mang một cái tính chất riêng tư, tuy nhiên cũng mang tính chất cộng đồng để cho quý vị và các bạn được hiểu và không bị lừa, bị gạt về những cái việc mà người ta sử dụng cái mạng xã hội để làm một cái điều gì đó. Tôi có một cái câu chuyện như thế này, tôi đọc cho quý vị và các bạn, và sau đó tôi sẽ đưa ra lời hướng dẫn với tư cách là người am hiểu pháp luật. Hôm qua tôi nhận được một cái Facebook của một người tên là Vân Bích. Như thế này quý vị và các bạn, đọc thì quý vị và các bạn nếu tin ý thì quý vị và các bạn sẽ phớt lờ. Tuy nhiên rằng là có một vài khách hàng hỏi tôi, cho nên tôi muốn một cái ví dụ cụ thể này để đưa đến quý vị và các bạn. Một cái Vân Bích có gửi đến tôi như thế này: Facebook thông báo xin chúc mừng tài khoản của Messenger của luật sư Thu Đoàn đã may mắn nhận được giải nhất sự kiện hàng tuần lễ tri ân khách hàng năm 2018. Tài khoản Messenger của luật sư Thu Đoàn mang mã trúng thưởng là KH68 gì đó đã may mắn được hệ thống lựa chọn ngẫu nhiên xác nhận là tài khoản đã trúng thưởng. Phần quà giải nhất của chị gồm nhiều lắm nha. Thứ nhất, một xe Honda SH550i Việt Nam, một phiếu quà tặng 200.000 đồng tiền mặt. Một lần nữa xin chúc mừng luật sư Thu Đoàn là chủ nhân may mắn trúng thưởng giải của sự kiện trên, giải thưởng do tập đoàn Facebook tổ chức. Bây giờ chị vui lòng truy cập vào trang website app quà tặng vn79.com viết liền để đăng làm thủ tục hồ sơ nhận thưởng, hoặc vào Google và gõ tìm kiếm app quà tặng vn79.com và chọn kết quả tìm kiếm đầu tiên để hoàn tất thủ tục hồ sơ nhận thưởng. Mọi thắc mắc xin liên hệ gì đó. Đây là tin nhắn chính xác được xác nhận từ hệ thống giải thưởng Facebook 1018. Vui lòng không cung cấp mã thưởng cho bất kỳ ai và sẽ không có ai từ Facebook yêu cầu bạn gì đó. Luật sư Thu Đoàn cần hoàn tất thủ tục hồ sơ trên hệ thống website trước khi và liên hệ do nhân viên hỗ trợ bạn. Tin nhắn này thay cho giấy thông báo trực tiếp từ tập đoàn. Một lần nữa xin chúc mừng luật sư Thu Đoàn. Và cái Facebook này được gửi đến từ chị Vân Nguyễn. Chị Vân Nguyễn này theo bạn Trung thì chị ở đã từng học ở trường phổ thông ở huyện quê tôi. Thưa quý vị và các bạn, đừng tin. Tôi mắc nhỏ với quý vị và các bạn, đừng tin những gì họ nói. Thứ nhất, tôi sẽ phân tích cho quý vị và các bạn lý do tại sao không tin. Không ai cho không cái gì cả. Thứ nhất, các bạn đã được Facebook sử dụng hoàn toàn miễn phí. Nếu như Mobifone, nếu như Viettel, Vinaphone các bạn đã sử dụng và có tính phí, thì Facebook người ta kết nối với bạn, các bạn chỉ cần có Internet là các bạn đã sử dụng. Và các bạn biết cái nguồn của Facebook họ được trả bằng gì không? Bằng những cái quảng cáo. Và không ai, cuộc đời này không ai cho không cái gì dự trừ cái tình mẫu tử, từ cái tình phụ tử. Với cái nội dung tin nhắn này, chúng ta có quyền bỏ qua, không quan tâm. Và tôi nghĩ trong cái khán giả của luật sư Thu Đoàn, trong cái chương trình Dân ta phải biết luật ta, đã có hơn một lần các bạn bỏ qua những tin nhắn trúng thưởng. Tôi nói các bạn nghe, nếu các bạn trúng thưởng, ví dụ các bạn trúng thưởng thì các bạn phải cái nguồn Facebook. Chứ tại sao nó là app? Cái thứ hai nữa, họ có cái việc gì đó từ cái nguồn này, họ có lấy của chúng ta. Ví dụ như Mobifone lâu lâu họ sẽ gửi lại là chúng tôi giảm cho quý vị bao nhiêu phần trăm, liên hệ với tổng đài. Cái này liên hệ với app.
Lý do tại sao hôm nay tôi đưa ra cái liên quan tới luật nhưng không liên quan, chỉ mang tính chất hướng dẫn quý vị và các bạn. Tôi có một bạn trong cái nhóm học YouTube. Bạn bảo rằng là người nhà của bạn ở nước ngoài cần thiết cần một cái số tiền đó gì đó, và bạn yêu cầu chuyển một cái số tiền một vài ngàn đô. Thì tôi mới bảo với họ rằng là họ đang trong trường hợp gặp nạn, thì và họ đang ở nước ngoài, thì điều mà chúng ta cần biết và chúng ta cần giúp họ là giúp họ liên hệ với lãnh sự quán hoặc đại sứ quán để cho họ biết rằng công dân Việt Nam đang ở nước sở tại đó, cung cấp thẳng cho họ cái nội dung. Và tôi đã quyết định sử dụng cái phương thức là từ cái thông tin đó gửi thẳng lên đại sứ quán và lãnh sự quán, để trong trường hợp cần thiết mình không bỏ lỡ cho họ một cái, vì họ mình có thể giúp được họ, chứ không phải là hiện tại họ đang cần một cái số tiền là 1.000-2.000 đô và họ đưa ra một cái chiêu là bệnh cục tật ốm đau gì đó. Và nội dung thứ hai, có một cái vị khách hàng thật sự ra trong cái hàng loạt cái trả lời tư vấn thì tôi cũng dần dần tôi sẽ trả lời cho quý vị và các bạn. Nhưng có một cái bạn hỏi như thế này: chị ơi, em có được một món quà từ Trung Đông, và theo chị thì em đã điền đầy đủ thông tin, em đầy đủ về họ, tên, chứng minh nhân dân, hộ khẩu, tài khoản, để cho họ biết cái địa chỉ của em họ gửi về. Thưa quý vị và các bạn, tôi đã lờ thông tin đó. Lờ thông tin vì sao? Vì tôi thấy cái người hỏi họ cũng có một cái gì đó nó không được minh bạch. Nếu một người trung thực, họ phải biết được rằng người nhận quà là ai. Và đã hơn một lần tôi đã từ chối cái việc nhận quà. Chị ơi, chị có một cái số tiền từ bên A bên B. Tôi hỏi vậy chứ người đó tên gì? Quý vị và các bạn ạ, không ai cho không vì gì. Đằng sau cái việc cho không đó, họ có động cơ, họ có vụ lợi hay không? Và để bảo vệ quyền của mình thì chúng ta hãy nên tỉnh táo. Thưa quý vị và các bạn, có lẽ sẽ thừa nếu như quý vị và các bạn đã từng xem những cái cảnh giác. Có những người lên trên Facebook rồi kết nối rồi đặt tình cảm, có những người ở cái những cái phụ nữ. Và các anh bạn luật sư ở văn phòng luật sư của bạn tôi đã là như trường hợp như thế. Đã chuyển một cái số tiền tương đương khoảng 10.000 đô ra nước ngoài. Và sau khi một thời gian yêu thương trên mạng gì đó, và chị đã nhận một cái quà nhỏ nhỏ. Và sau đó để đạt được cái mục đích nhận được một cái số quà lớn hơn thì chị phải chuyển số tiền là 10.000 đô. Và khi đã chuyển xong được cái số tiền đó thì không còn liên lạc nữa, quý vị và các bạn ạ. Không còn liên lạc nữa. Dẫn đến cái trường hợp là chị này phải đến văn phòng luật sư. Và tôi nói với quý vị và các bạn, văn phòng luật sư không thể giúp gì cho chị. Vì cái người mà lừa đảo đó, cái máy chủ đó đang ở nước ngoài. Cái động cơ đó là do, thôi mình tự suy nghĩ vậy. Thưa quý vị và các bạn, thông qua video này tôi bỏ nhỏ cho quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đừng nên tin những gì, ngay cả những lời nếu không xuất phát từ tâm, các bạn đừng nên tin. Vì các bạn hãy tin những gì mà người ta nói đi đôi với hành động. Nếu thực sự một người nào đó có tình cảm, có kết nối giữa những người bạn thì họ hãy về đây bằng xương, bằng thịt. Họ không thể nào nói yêu thương trên mạng, cũng như cái Facebook một của một ai đó nói rằng luật sư Thu Đoàn đã trúng một cái giải thưởng là một chiếc xe SH. Tôi không tin. Và tôi cũng không quan tâm.
và một vị khách hàng của tôi bằng rằng là: chị ơi, nếu em cung cấp họ và tên, thông tin về nhân thân, cả số tài khoản nữa. Như vậy đã đủ chưa? Tôi quyết định tôi không trả lời vị khách hàng này, vì tôi thấy rằng nếu anh có những cái giao dịch tiếp theo thì cái phần thiệt hại về phía anh. Nhưng nếu tôi trả lời thì sau này luật sư sẽ nằm trong cái trường hợp là: à, chị ơi, em đã từng hỏi chị những câu hỏi như vậy và chị trả lời như vậy. Vì tôi nói thật với quý vị và các bạn, mình không thể nào tin hết, mình không thể nào lừa trước những cái rủi ro xảy ra. Và hiện tại đó, trên một số video của tôi có nói về những cái hacker, họ đã lấy được cái thông tin và họ bẻ khóa, họ vào được những cái trang chủ để lấy đi, để chuyển cái số tiền của tài khoản của chúng ta ở Việt Nam đi ra nước ngoài và chuyển trộm công nghệ cao. Đó là một cái tội phạm công nghệ cao. Thưa quý vị và các bạn, chắc là sẽ thừa nếu như quý vị và các bạn là những người thật thận trọng và hợp lẽ công bằng. Những gì thuộc về của mình thì mình nhận, những gì không thuộc về của mình. Ví dụ, tôi ví dụ, nếu thực sự tôi có được một cái giải thưởng nào đó từ Facebook, từ YouTube, từ gì đó mà tôi không nhận, thì quỹ đó sẽ được chuyển vào tổ chức thiện nguyện hoặc trở về chính phủ. Nó sẽ đi đúng về cái bản chất của tính nhân văn của cái việc mà trúng thưởng. Thưa quý vị và các bạn, thông qua cái video này, tôi cũng muốn hướng dẫn đến quý vị và các bạn, mình hãy tự bằng lòng với những gì hiện tại mình đang có. Nếu mình có tham gia những cái chương trình trúng thưởng bằng cái của hội chợ, của siêu thị, và mình có điền cái thông tin hoặc là tham gia khi mình mua những món hàng, thì mình biết rằng là để cái phiếu, cái thông tin của mình có điền vào ở đó. Còn lại thì quý vị và các bạn hãy thật tỉnh táo để tránh trường hợp tiền mất mà tật mang. Thưa quý vị và các bạn, hy vọng rằng quý vị và các bạn và các anh chị em sẽ đồng hành trong cái chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta. Tới đây thì tôi sẽ có một cái video có tên là Đất Có Nguồn Gốc. Xin trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã